Xin kính chào quý vị và bà con. Quý vị và bà con đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên kênh VTC16. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc, Đông Nam đi qua khu vực Bắc Bộ, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m nên chiều và đêm nay 15 tháng 8, tại khu vực Bắc Bộ và ở Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến ở ngưỡng từ 30-70mm trong 24 giờ và có nơi thì trên 100mm trong 24 giờ. Trong mưa dông còn có khả năng xảy ra lốc sét và gió rất mạnh. Từ ngày mai 16 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8, do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp hoạt động mạnh nên ở các tỉnh vùng núi, khu vực phía Bắc cũng như là tại khu vực Trung Du thì sẽ có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến ở ngưỡng từ 100-300mm một đợt. Khu vực Đông Bắc thì có khả năng xảy ra mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến ở ngưỡng từ 200-400mm một đợt. Riêng tại tỉnh Quảng Ninh, bao gồm cả đảo Cô Tô, có khả năng mưa rất to và đặc biệt rất to với lượng mưa từ 350-500mm một đợt. Cục bộ thì có nơi có thể trên 600mm một đợt. Các nơi khác thì ở Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và lượng mưa thì sẽ dao động trong khoảng từ 100-150mm một đợt. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên cũng như là khu vực Nam Bộ thì có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Thời gian mưa sẽ tập trung vào khoảng chiều và tối. Trong mưa dông thì còn có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Trên biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc, Đông Nam hoạt động trên khu vực Biển Đông, nên ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị cho tới Quảng Ngãi và khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa thì có mưa rào và dông. Trong cơn dông còn có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các vùng biển trên, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có nguy cơ chịu tác động cao của gió giật và lốc xoáy. Bà con ngư dân cần phải hết sức lưu ý. Cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.